con đường ra làm sao nè nha các bạn. Đi ra ngoài đất mình đó, trên con đường mình đi nè, mình không phải đất mình nha, đất này của dì ruột mình, trái cây nè các bạn, nhìn nè. Quá trời trái thanh long luôn, không ai hái nha. Nhiều quá luôn rồi. Đó, cái này là đường nó làm sao. Bưởi nè, cây bưởi trái nè, đầy hết trơn. Nhà của dì mình nha. Còn mình thì đang đi trên con đường, mình đi ra ngoài vườn để mình hái rau được các bạn. Nè, đẹp không? Thanh long nè, chín nè, đó rực rỡ nè. Ra làm sao mình cắt rau lang á các bạn, đọt rau lang vô mình luộc mình ăn. Rau lang nhà chồng có rau lang đỏ nữa, trông nó ngon lắm. Đây đọt rau lang nó màu đỏ luôn đó các bạn. Mình hái một gỗ nè, đọt nó mình hái một gỗ luôn á, đọt nó trong trong mà các bạn. Bò nè, dài dài dài, ngon hấp dẫn lắm các bạn ơi. Đó, về quê sướng lắm, nhiều khi đỡ tốn tiền. Ra làm sao hái là con mới rau ăn à các bạn, non trong vậy đó, nhà chồng không có phân thuốc gì hết á. Đó, một gỗ nè, rồi mình đem vô mình luộc nha các bạn. Ghé qua bên đất hàng xóm xin mấy đậu bắp về ăn nữa các bạn. Đậu bắp không phân thuốc luôn, nhiều lắm luôn các bạn ơi. Mình đựng trong nón lá luôn. Trái bành bành nè. Đó, này người ta cho không à, tại bà con lối xóm mà vui vẻ lắm. Được một mớ rồi đó, đem vô dưới rau lang luôn. Ghé qua bụi ớt hái một mớ ớt nữa các bạn ơi, đem vô có dầm nước mắm nước tương. Hôm trước hái rồi mà bữa nay nó còn nhiều như vậy đó. Cây ớt nó to nè, nó to nè, trái nè, nó nhiều nè. Nhiều khủng khiếp vậy đó. Thôi hai nắm đủ ăn được rồi. Để ý cho nó. Rồi mình đi vô trong vườn nha, trong nhà nha. Rồi rửa sạch rồi, nước sôi rồi, để đậu bắp vô luộc. Thank you.
rau muống chung với đậu bắp luộc. Rồi chín rồi nha, gấp ra nha các bạn. Dĩa rau luộc xanh mướt nha các bạn, mới hái vô luôn. Rồi mời các bạn cùng ăn cơm với mình nha. Cảm ơn các bạn nha, đã xem và ủng hộ kênh mình nha. Chúc các bạn vui vẻ.